cố lên em, mình sẽ cố gắng. Ok, mụn ní mắn to to xí nữa thì đẹp. Mình đi cứ từ từ mà. Từ từ mà nhích ra thôi. Này đứa mà hỏi chị Loan phải không? Chỉ có đứa một cái hơi hỏi phải không ta? Hay là đứa mua số hỏi Thúy thử coi. Cái máy chị đang gọi gì? Đang gọi đây chị Loan. Alo. Nãy em thu nước rồi nó máy tiền. 8.000. Đúng không chị? Ok ok. Tự thu luôn. Ừ thì nãy chị cũng nghe thông tháng ai hỏi. Ừ. Là người đi thêm mấy đúng không? Ừ. Có khi cuốn hỏi rồi gỡ mặt sóng hỏi rồi nữa đúng không? Ghi vô rồi đúng không? Em ơi, em không có dùng đồ gì để mụn hả? Nói thật là thấy cái mụn gì thấy bừa hậu. Nói thật là chị nói muốn, chị chẳng muốn quay mấy cái mụn gì đâu. Hắn kiểu khó chịu á. Rách bao tay hậu. Bao tay gần rách rồi. Ờ, cứng. Bấm hậu này. Mụn đi bấm đi. Mụn này chị bấm gì chị đâu có cầm mà ri được. Thế bao tay đồng nào? Tôi kể chết luôn nhỉ. Bỏ đi hả? Mà thấy cũng được. Thì chết lên đi.
Ở bây giờ mụn đi phải bấm á. Nhanh hết lắm. Mì ấn cứng á. Thôi để cho Thư lấy tiếp. Hơi sợ ba cái đồ yêu này. Ok không? Chị quay cho em lấy nghe. Quá mê. Đừng hôi, đừng hối hận nghe. Hơi bị nhiều á. Để như tặng dưới đất giống như. Nghe nó giải đo dữ nhé. Thư ạ. Thư. Lát nữa em lấy em phê rồi đó Thư. Nhiều lắm. Chị thích thôi. Thư ơi, chị thích em cứ nói đi. Không, em thích. Em thích, chị thích. Mê thư. Quỷ cá. Chi chít luôn á thư ạ. Cũng nhiều lắm. Lớn quá thiệt mà mặt này sống chị lên bị cắt một bên bên tay. Bây giờ có sức không? Ui dũi cho kìa chắc em mà để cho mắt tay. Bây giờ có sức để lấy không? Có chứ. Thôi chắc mình quay mấy cái nữa ta. Quay xíu nữa cho lấy chết đi hả? Được mấy phút rồi hả? Nếu được thì thật ra được cái nữa. Mua hộ gì chạy cháu tài nữa. Trang hay ly đó lấy cho chị xí bông nóng muối với. Ly bằng túi chị mà. Ly ấy, ly 94 phải không? 93 hả? Chị lấy 93. Ông kêu từ 8 ml đi. 8 ml đó. Ly hay kêu chị là chị hả? Thôi cho chị đi. Khỏe. Xin năm mới. Áo quần xin năm mới. 10. 10 chứ? Ai? Đi. Một rồi, một rất là chị mình à. Một là gần thứ hai. Ừ. Làm tới được hưởng hưởng lương với đồ sớm.
sống được đến ngày nhưng mà hưởng thọ không? Có khi một khách chờ không chị Loan? Ở khách chứ. Thôi, tốt nhất là không liên hệ. Mệt. Đúng không? Mệt. Vì mình suy nghĩ không giống người khác á. Tiếp một cái nữa.